xin chào tất cả chị em tôi khỏe thân yêu nha. Hôm nay á, là 5 tháng, đúng 5 tháng tôi về tôi được sinh hoạt với chị em thật là tuyệt vời. Từ cái lúc mà tôi còn 75kg bụng phẫn ra thế này, bây giờ nó sẽ hết rồi. Người rất là khỏe cho nên tôi rất là cảm ơn chị em đội khỏe. Chúc chị em đội khỏe vui vẻ nha. Điều thứ hai tôi muốn nói với chị em đội khỏe là tôi đi lên Nhơn Trạch thì có điều kiện tôi mời tất cả chị em lên nhà tôi chơi ở Nhơn Trạch nha. Thế thì chị em đi ha, thì tôi sẽ cho biết địa chỉ các thứ. Thế nhưng mà thế này chị em lên thì chị em Campuchia xe lên, còn về thì tôi sẽ tặng chị em những món quà đặc sản của Nhơn Trạch rất là ngon nha. Rồi ok. Không, 40 cây. Cách đây có 40 cây thôi. Bây giờ mời chị em làm gì được bữa nha. Cái này mà. Ai? Cái dòng em ngồi đấy đi. Chị nốt.